Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không 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 dám vậy? Cái tuổi tác chênh lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Lúc tại em con nít mà, trong mắt của ảnh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ con đang đi học mà. Theo chị thì chị thấy rằng á, là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. À, xin mời hai bạn. Mời hai bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay em đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Bích Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. 23. 35, 23, trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp à? Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? Cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, lúc đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Hả? Cái gì? Tiểu học. Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, năm? Vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. Dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chỉ là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Rồi 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ, phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự. Và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói gì cưng? Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ. Em rất là muốn anh chở em đi. Và phải nhắn tin năn nỉ lắm mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác chênh lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình đi dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: Ủa Tuyền, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là chú họ. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi. Nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: Anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh. Thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, anh mới trả lời lại là: Em có sợ anh quá lão so với em hay không? Giờ ở thanh niên, đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa à. Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không bạn? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, tức là 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đợi ông 35 chắc yếu đi vậy nè. Cho nên là cũng phải lo. Phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, chứ không biết 6 còn thấy cũng thường thật. Cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được đó, còn được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ tốt hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em
hỏi rất là tất tần tật, hỏi em ơi cái này sao sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình mà. Tại em con nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nói có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em ví dụ chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi giờ pha 80 hay là 120ml đây. Cái em nói hồi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng rồi con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60 còn lại ổng bú. Còn Dũng có cái phát hiện gì? Thực ra thì khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương, mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất dữ. Mà cái thứ hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó là cằn nhằn hả? Cằn nhằn rồi nhai tới nhai luôn. Đặc biệt có cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần á mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, cái là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt, nhậu vô làm mệt hơn rất nhiều. Vì cẩn thận đập một cái rồi để ngủ khỏe đó bởi vì mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ thiệt? Sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chút tao ra, chút tao ra, là biết là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Thì thấy như vậy nè, ở đây á hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn, tức là một đứa nít với người lớn. Là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời, tức là anh phải sửa cái điều đó. Anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin, sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học. Đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nào? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc con. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn zin đó nha. Anh còn zin đó nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là ông đi tắm rồi không? Vâng, sợ rung lắm anh, đó là em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sẽ bị giận thịt đó, đúng không? Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Mời đi cưng. Chào hai em.
Rồi hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ, con 23 tuổi. Dù Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ nghe. Xíu có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh, đúng không? Dạ, thực ra là như thế này này. Em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi, mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó vô Sài Gòn được gặp. Ủa nhưng mà tại sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này hay là em vô đây là vì chỉ để gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy, và anh đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa, anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ, đi có. Bà Đen không? Mười... Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó... tình tỏ ơi gì không hay như thế nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em dạ. Tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em sốc không? Sốc chị. Sốc. Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại là chủ động. Nhưng bây mình. Giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là anh ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng bởi vì là trên lần đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong em chồng em mới tiết lộ là em còn zin đó nha. Em còn zin đó nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi, nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Vâng, sợ mà. Rung lắm anh, đó em rung lắm, sợ mình mất. Sắp bị giận thịt đó, đúng không? Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp. Dạ dạ dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi.
Dạ. Yêu nhau bao lâu? Dạ. Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi, bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ, lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn. Nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ đồng ý. Là nay được bao lâu rồi? Dạ nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm đấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ trai gái. Dạ trai. Rồi lấy nhau như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Cho thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, nói trước đây. Vậy em nói trước đi. Vợ em mà có cái tật não cái vàng, nói trước quên sau vậy đó. Bởi vì em hay cằn nhằn hoài, rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà chắc muốn gì không? Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó đọng lại trong người, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững trên con đường mình đã chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào luôn, chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì nó có lý do thì đúng rồi, đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ. Bạo thủ. Hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bạo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải tật xấu đâu. Cái đó là tiêu hóa tốt, tốt cho sức khỏe đó. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng. Thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em, để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha gương ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực ra em từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè,
em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cưng ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu ông phóng xuống sẵn sàng cho mình rồi ông chụp cái tay mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều, bởi vì em rất là không biết sao rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy, nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em, còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy. Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại, nói đi nói lại thì mình này. Vừa thì vừa ba là nhất. Nhất ba là chú muôn loài. nhất. Đây mời xin em chào, xin chào em chào chàng ca chào sĩ anh. Dạ không gì có thể thay thế em. Vâng ạ. Cảm ơn anh trai. Thực tế là xin được gửi lời chào đến chị Hồng Vân với anh trai Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là ca sĩ Lâm Trần Huy. Năm nay em 39 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ạ. Mời em. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Hương. Em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước nhưng mà cũng quê gốc cũng ở Hà Tĩnh luôn. Lần đầu tiên hai em gặp nhau, chạm mặt nhau. Thì vào lúc nào và chuyện gì đã xảy ra? Em để cho vợ em nói. Dạ, nếu nói lần đầu tiên gặp nhau thì năm đó chắc em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Cái lần đầu tiên đó là lần đầu định mệnh luôn. Nhưng mà lần đó là ở Hà Tĩnh hay là? Dạ không, ở Bình Phước. Em đi diễn. À, dạ. Đó anh ấy nổi tiếng lắm. Ca khúc không gì có thể thay thế em. Đúng rồi. Dạ. Mà lớp 7 là biết mê rồi. Em cũng trông chờ đến lượt anh lên biểu diễn. Khi ngồi ở dưới mà đến lượt anh là hồi hộp lắm. Hồi hộp để muốn nghe anh hát. Em thì ngồi không phải gần sân khấu, dưới cuối giữa, sân khấu. Ở giữa sân khấu thì ngồi anh, kế bên mẹ. Thì tự nhiên anh đang hát trên sân khấu, xong rồi nhảy xuống. Tức là anh nhảy xuống đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao, như cấp duyên số trời định vậy ra là em đi thẳng xuống. Em bắt khiến đi em bắt tay chào mẹ, xong rồi bắt tay em. Rồi cái giây phút mà em chạm được cái bàn tay của thần tượng nó như thế nào Hương à? Dạ thì cảm giác lúc đó cũng khó tả lắm. Tay anh mềm mềm. Em muốn bể tim không? Tại vì á, cái người idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng xuống sẵn sàng cho mình rồi ông chụp cái tay mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm đó xong là thôi đó. Dạ, lúc nào sau mới gặp lại nhau. Em mới nhờ một người FC tìm cho cái gương mặt nào mới lạ mà xinh để cho mình quay cái clip đó chị. Dạ, cô bé mới dắt Hương lên. Bạn của em mới đầu là không nói là lên đóng clip cho anh Huy đâu. À. Đi quay clip cho cái anh ca sĩ này rồi anh gửi cách xe cho. Tối đó em còn chưa chịu đi mà. Em một khăng khăng em nói nếu mày không nói thì thôi tao không đi. Sau đó mới nói là anh Lâm Trấn Huy, nó nói vậy đó. Sau em cũng vui vui bỡ ngỡ, tự nhiên cảm xúc 10 năm trước tự nhiên nó lại Nói nghe nè, có nghĩa là từ cái hôm định mệnh đó xong về là em vẫn cứ là idol của em vẫn là anh Huy đúng không? Dạ. Yêu đó. Một vài anh rồi. Cái chuyện yêu một vài anh là chuyện vẫn có còn một idol. Cái idol đêm đó chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Sáng sớm dậy là đi rồi. Khi mà em gặp bạn này là em có cảm giác em thích liền. Thích liền, là mình nhìn là mình cũng thích rồi. Sau đó này vẫn chưa chịu thua. Là rủ qua phòng thu để thu âm. Thu cái bài Chia Tay Không Lý Do mà Hương hát rất là hay. Thì lúc đó là cùng năm là 38 tuổi rồi. Cha mẹ ở quê là dầm chân đấm ngực bắt lấy vợ rồi. Nghĩ là thôi đúng chắc. Bạn này chắc được đây. Để lấy số cái đã. Bởi vì gặp một cái là mình có cảm tình như là đây là vợ của mình rồi. Chiều tối đó là thu xong cái rồi thì vấn đề cho nàng đi về ở Bình Phước. Dạ, có gửi cách xe không? Không. Lúc đó là chưa mới đi thu. Em nhớ là vẫn đón taxi cho về Bình Phước hình chiều mấy. Hương về Bình Phước rồi đó. Dạ. Em có nhắn tin, có gọi điện thoại liên tục không? Có nhắn tin. Buổi tối hạt xong lên sân khấu là cũng gọi FaceTime lại khỏe. Anh chuẩn bị lên sân khấu nha. Đó cái kiểu vậy. Bao lâu thì em mới chinh phục được cô này? Buổi chiều hôm đó thu xong là thấy cùng nàng cũng ok rồi. Cái người này nó gặp cái là mình cảm giác là như là vợ mình rồi. Vợ mình rồi. Rồi thì cơm chưa ăn gạo còn đó. Tập. Rồi thì mới gọi điện về khoe cha mẹ. Khoảng chưa đây một tháng là cứ tám đêm nào cũng gọi điện thoại vậy.
đến đúng ngày 30 Tết là em xuống em đón lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn, em về Bình Phước hốt lên Sài Gòn luôn. Dạ. Xin phép cha mẹ. Xin cha mẹ lên Sài Gòn luôn. Dạ. Còn mà hát... lúc đó là Hương đi làm chưa hay là vẫn dạ còn rồi đi à. Làm? Em làm việc trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Lúc đó là dù thì... là bảo lên làm ca sĩ nhưng sau này lên lên rồi thì mình tỉnh sau lên. Em lên thì em cũng đi theo rồi phụ cho anh. Nâng khăn sửa túi anh làm thôi. Quản lý làm quản lý nâng khăn sửa túi thôi. Dạ. Dạ. Cái giai đoạn mà em đi theo anh Huy lên thành phố em có sợ? Cái ngày mà đặt chân lên thì tất nhiên là cũng có nhiều cái tâm trạng lúc đó. Vừa xa cha mẹ vừa buồn rồi vừa... lo không biết anh có bỏ không. Nói chung là có nhiều cái suy nghĩ cùng một lúc đó. Lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là không biết sao rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà rồi nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy. Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Và em có nói là con cũng người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về ta tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Rồi mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. À, chiều đó là em đón đi luôn. Tết là cái dịp gọi là chạy show nữa. Dạ đúng rồi. Chạy bán sông bán chết. Cá sĩ là đua nhau chạy loan sao. 4-5 điểm. Khi bắt đầu mà 30 Tết hốt lên xong rồi bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Gần một năm chị. Gần một gần năm. Năm như vậy là em rong ruổi theo chàng là đi khắp liên kỳ lục tỉnh đúng không? Dạ. Là mà... như vậy là đã có chuyện sống thử đúng không? Dạ có. Dạ. Ừ. Ừ. Khi mà mới lên thì đêm đâu là hột luôn. Có nghĩa là gì nè, người ta là sang hẳn một trang mới để đã xác định rõ ràng rồi. Hai vợ chồng cũng tính là dự tính là cưới sẽ trễ hơn. Nhưng mà Hương lại có bầu. Vỡ kế hoạch. Dạ, dạ. Bây giờ là bé mấy tuổi rồi cơ? Dạ được 13 tháng chị. Ừ. Chắc là ông bà mừng lắm phải không? Dạ cha mẹ mừng ạ. À. Chúc mừng hai em. Ừ, dạ. Nhưng mà lấy nhau về rồi sao ông này ổng có loài tật xấu gì đó, không? Ông có hiếp em không? Vừa cứ kể thôi chứ. Anh Huy thì tật xấu cũng không có nhiều mà có một cái là vì bạn bè quá, bạn bè mà gọi ở đâu rủ một cái là ham vui lắm, gọi một cái là chỉ muốn đi đến đó thôi. Yêu bạn. Dạ. À, những lúc vậy thì em cứ càm ràm rồi em không cho đi, em làm mọi cách để ở nhà, em làm mọi cách để ở nhà. Có khi nào là coi như là làm cỡ nào ổng cũng đi hay không? Dạ không. Nói chung là những bạn bè rủ á, thì có những cái mà em cũng đồng tình rồi em cũng đi với anh. Có những cái nào mà em không đồng tình hoặc là tại vì bạn bè rủ rê anh rất là nhiều chứ không phải là ít. Em không đồng tình là em... em dùng mọi cách để anh ở nhà. Có giỡn hớt mà kiểu như có hề hước không vậy? Ở nhà là ví dụ vợ đang bực cái gì đó là toàn chọc cho điên lên xong rồi bắt đầu giỡn đứng múa xong rồi làm mấy cái mắt lé mắt đồ tôi. À vậy là lầy lắm, nhây cũng giống Thái. Nhây đó. Như vậy đó. Những lúc nào rảnh rỗi cũng mê game. Mê game dữ không em? Cái mức độ mê game không mức như dữ thì cũng không dữ lắm nhưng mà ví dụ đang tập trung cái gì đó là kêu làm gì đợi chậm tí mà 5 phút sau chưa thấy được hết vẫn đang ngồi miệt mài. Anh hỏi nè, có ghen không? Dạ thời gian đầu thì có nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. Nhất mà tí nữa mà chìa khóa mắng cho nên bỏ để sẵn đó mà. Nếu mà nói nhiều nó trốn luôn. Trốn đi. Anh Dương Hinh mỗi lần mà vợ nói gì, ba là chú muôn loài. Vâng ạ. Nó xấu thì nhá. Từ ngày mà cô con là cũng hay, nói chung là hay lên chức đó, lấy con ra với mình. Làm chức làm quyền đúng không? Dạ. Đó. Trước khi nói là như nào đó thì mình cũng nói vừa. Là càm ràm nhiều quá đúng không? Dạ, hay càm ràm nhiều mà đàn ông nghe nhiều là thấy rất là khó chịu. Nói một lần là người ta đã hiểu rồi. Mà càng nói nhiều lắm người ta lại cũng không làm. Là không hiểu luôn. Dạ không hiểu luôn. Nói mong vừa thái độ thì hiểu chồng hơn một tí nữa. Đó, bởi vì anh em sống thì phải có anh em, có bạn bè. Nhiều khi ở cái xã hội này mà mình có anh em bạn bè thì là mình cũng không làm được cái điều gì nhiều cả anh trai nhỉ. Còn Hương sao? Hương mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng cũng hiểu em hơn tí nữa. Cũng mong muốn chồng là luôn luôn yêu thương vợ con càng ngày càng một nhiều hơn thôi. Thế thì trời chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Là Hương là 94 hả Hương? Dạ em 93 chị ạ. Tức là hai bạn này là cái thế hệ nó khác nhau. Đúng dạ. Cái thế hệ của Huy với lại
Thuận nè. Dạ. Dạ. Là anh em bá tánh bạn bè nhiều lắm. Dạ. Cái thời lúc mà trẻ bắt đầu đi tạo dựng sự nghiệp á, thì hồi dạ. đó làm gì có Facebook, hồi đó làm gì có gọi là 4.0 như bây đúng giờ. Rồi. Dạ. Thành ra là phải gặp nhau liên tục. Tất cả những cái mối quan hệ đều dựa trên cái bạn bè bá tánh đó, dạ. cùng hỗ trợ hỗ tương cho nhau để cùng dạ. phát triển. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì khác, bây giờ nhiều khi mình không cần những cái đó, mình vẫn có thể phát triển được nó, nhưng mà ngày xưa là không có. Dạ. Thành ra là đúng là Hương cũng nên thông cảm với bạn Huy, là ví dụ có những cái mối quan hệ mà từ trước rồi, tình dạ. nghĩa dạ. đó, tình dạ. nghĩa lâu dài rồi, đúng không em? Mình dạ, không thể nào bỏ được. Dạ. Mình sống có trước có sau. Dạ. Nhưng mà ngược lại đó thì em á, dạ. tại vì em có cô vợ trẻ thì dạ. em phải trẻ hóa mình nữa. Vâng. Để vợ em thấy cái khoảng cách nó ngắn lại, nó hẹp dạ. lại. Đó thì lúc đó là hai vợ chồng sẽ rất là hiểu nhau, sẽ đồng cảm, sẽ hòa điệu với em. Cho hai em mãi mãi dạ, hạnh phúc chị. Và mãi mãi tận hưởng những gì tuyệt vời nhất ở cuộc sống này. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn hai chị. Dạ. 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 Chào. Dạ. Mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi anh hay chọc em vậy đó. À. Lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chân của anh. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là không giữ với chồng. Không giữ với chồng. Không giữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà ao, ước ao. Em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nó mở mắt hãy mở nha. Mở mắt đi ơi. Ta đời rồi. Em ơi, chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Thấy ngồi đi, ngồi đi. Thấy. Xin chào, xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Thì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận, cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Ồ, Quốc Thanh Quốc Thận cũng ngang ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soàng đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Bây giờ nói luôn đi, lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán, thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương.
Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn. Chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn dạ. Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng, xoàng, em sao xoàng? Dạ. Gió thiệu xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều, nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân? Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao, mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được, cũng okay. Được nghe từ cũng được nghe. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết không Phúc? Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện xong đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ, nó ngọt, người ta đánh giá mình chết, người ta đánh giá mình chết. Rồi thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không, sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được, cũng phải có giá của mình chứ, mình cũng có cái giá của mình. Cho nên là em cũng rất là bình tĩnh mà không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ, coi anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình nhắn bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị Danh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó, thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về chị? Rồi cũng không ngủ được, cũng đúng vậy đúng không, chị cũng giữ giá đúng không? Bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao anh ấy thì sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Đúng một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau thì đó, thì cục cỡ của tôi rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi, xong rồi sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không, em lại phải đi diễn gần một tháng, thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng thì coi không? Tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mà suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin. Thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu, cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó, sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nhắn nó mãnh liệt chứ, nó rần rần, nó liệt, nó la mà lắm luôn, nó la mà lắm luôn á, có nhào tới ôm. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm?
Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Ồ. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Ừ. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Ừ. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó, đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau, anh nằm sấp ở trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Đây mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau, anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Quốc Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi anh vô toilet ngồi chống một thiệt là lâu vậy đó. Bao lâu? Thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa, thiệt là lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lê như vậy. Lê mê đó đúng không? Dạ lê mê, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình ngày cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Cái đầu cao lắm nữa. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp đi em. Anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là ảnh mê tới gọi là, thứ nhất là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết da, anh thích để kiển ở trên lầu. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ, đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ kể à, thì, kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực.
Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi chứ. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Ừ. Nên là em biết là né trước. La 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 thôi, đi 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 em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Ừ. Rồi hoặc là thấy ảnh chừng chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng mà được đó, không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy à, được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Đó là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ không, em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở, nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bít bùng bít cửa luôn. Ôi, vậy giờ là em có muốn hai đứa, hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài, mà nói em thay đổi à, nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em á, thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành mở cái thời ra. Gian cho mình gặp gỡ những đúng người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, đó. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa, thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Thế là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy sao nó ngọt ngọt, nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Không
không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy, tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 26 tuổi. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tình. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là sắp vợ em phải nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Anh về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em cứ đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Cũng đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Bởi vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mọi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau. Và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao, thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói đã sáng luôn. Dạ, đã sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em,
kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là sao chồng thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao quá rồi sợ rồi kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam à, em là thích Đài Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng Nam nha, anh nói giọng Nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng Nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng Nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, mày chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ hả? Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc rồi, ông nói Bắc luôn. Dạ tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu bao liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi em... Nói nghe nè, ảnh có đưa em về nhà ở ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh đưa anh, về dạ đúng mắt. Rồi dạ đúng rồi anh đưa về ra mắt, mà em á thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường á em thấy kiểu gia phong lễ giáo đó, dạ dạ đúng rồi đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kín dạ, kẽ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng vậy, hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại luôn. Tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu dân chơi. Dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ. có Dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi. Chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi, đúng rồi. Nhưng mà ở một vài ngày thì những tình cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè,
Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ, bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Cho em cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Đó. Câu hỏi cái đây là tính quay đến thốt. Ta đâm hỏi tật xấu đó. Thì cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Thật mà tốt á. Rồi giờ tật xấu á. Tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý. Em chưa vừa ý ảnh á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không. Nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Dạ. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó. Đó. Tại sao? Tại vì tập xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mà đúng rồi đúng rồi đúng rồi hai cái tật xấu nha. Thôi còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời ơi, nhiều khi cũng muốn giận lắm á chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á, mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á. Em nói với chồng em kêu là trời ơi, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà ông tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy nhỉ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sò quá mà có sao nói gì. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hòa với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không
không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bả giận xong rồi tự bả ngưỡng những cái ăn ra. Cái tự bả hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Ừ. Bây giờ giờ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Xa tay nè, tay ra cám này. Đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cằm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn, và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi, đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu. Đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng đúng không? Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp đặt. Có. Thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là khỏe. Không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau, đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, đi, bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Dạ. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn em là sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là ảnh phải tỉnh táo hơn với trong lại cái việc đó, đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi ảnh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ, đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chúng ta. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng son. Yeah.